Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông là vùng trồng vải lớn nhất nhì Trung Quốc và cũng là vựa vải của thế giới. Không chỉ có hơn 40 giống vải mà khu vực này còn bảo tồn được những vườn vải cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu với phóng viên truyền hình Việt Nam. Một cây vải cổ thụ 600 năm được đặt tên là Quan Âm Nghìn Tai. Cây được yêu thích vì tuổi đời không còn trẻ, nhưng cành lá xum xuê, sung mãn. Cổng viên vườn vải cổ thụ lớn nhất và được bảo tồn khá nguyên vẹn nhất ở Mậu Danh. Cây vải cổ thụ Tiên Nữ Rắc Hoa vừa được chọn bán đấu giá, thu được gần 1 triệu 400 ngàn nhân dân tệ, khoảng 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá được thu hoạch cây vải một năm và dùng để quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp mình. Nhìn thấy rất nhiều cây vải cổ thụ, thân xù xì, già cỗi, rồi cây đầy trái, tôi thấy rất ngạc nhiên và thú vị. Công viên bảo tồn được 9 cây vải trên 1.000 năm tuổi, 39 cây trên 500 tuổi. Tùy theo thể trạng của từng cây mà có chế độ chăm sóc riêng. Lịch sử lâu đời với nhiều câu chuyện được thi vị hóa, nên nơi đây càng thu hút nhiều du khách đến tham quan. Mình phải dùng biện pháp khoa học và kỹ thuật, rồi dùng kinh nghiệm, rồi truyền dinh dưỡng cho từng cây vải cổ thụ. Du khách đến ngày càng đông, chúng tôi phải dùng giải pháp không cho du khách đến gần cây, vì đến gần quá thì dễ cây bị ảnh hưởng. Cùng với cổng viên, các bảo tàng vải, các khu du lịch văn hóa vải, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu du khách đến Mậu Danh. Mậu Danh bảo tồn hơn 350 cây vải trên ngàn năm tuổi và hơn 1.000 cây trên 500 năm tuổi. Từ những cây vải cổ thụ này đã lai tạo ra hơn 40 giống vải. Vải đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn. Mỗi năm địa phương sẽ chọn một cây vải cổ thụ đặc biệt để mang đi đấu giá, thu lại hàng triệu tệ. Còn người nông dân trồng vải nơi đây có một nguồn thu nhập đáng kể từ làm du lịch. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.